Một chuyên mục đang được rất nhiều các golfer quan tâm đó chính là chuyên mục dạy golf trên truyền hình với những kiến thức vô cùng hữu ích. Trong chuyên mục dạy golf trên truyền hình tuần trước, chúng tôi đã đem tới cho các bạn những bài học để cải thiện lỗi swing cánh gà. Ngày hôm nay xin mời quý vị golfer cùng đến với một bài học khác từ huấn luyện viên Phùng Lộc và golfer trải nghiệm Lê Nguyễn. Vai bắt đầu tốt hơn này, lúc nãy nó hướng hẳn sang bên trái kìa. Thông thì tuyệt vời luôn. Đó. Thì nếu mà có que thì chắc chắn là chạm rồi. Anh nghĩ là cái vấn đề mà hôm nay mình đề cập đến ý, thì sẽ nhiều người mắc phải hơn. Bởi vì là trong cái quá trình mà chúng ta tập ở trên sân tập, lúc mà mình thực hiện động tác downswing, thường mọi người sẽ kéo tay về gần người. Đấy là chuyển động đầu tiên khi mà mọi người làm trong quá trình downswing. Thì khi mà cái tay của mình nó quá gần người ý, mà lúc ấy hông và ngực mình chưa xoay, nó sẽ không có khoảng trống để mà cánh tay với gậy đi ra ngoài. Thế thì bắt buộc cái tay bên này nó phải kéo lên. Đúng rồi. Thì tay này nó sẽ phải kéo lên ngay để nó vào bóng. À, đấy là lý do tạo nên chicken wing. Ừ, chicken wing. Vừa chicken wing là một, là thứ hai lại không có lực nữa. Đúng rồi. Thì lúc mà tại vị trí tiếp xúc bóng, cơ thể, có nghĩa là vai với hông của chúng ta phải xoay khoảng 45 đến 50 độ rồi. Thì nó sẽ có cái khoảng trống để cho cánh tay với gậy đi ra và nó sẽ giúp cho cái tốc độ đầu gậy nó tăng hơn. Thì khi mà mình tập thì thường là mình sẽ khó kiểm tra hoặc là mình khó cảm giác hơn, thì mình cần phải có một số cái dụng cụ để mình có thể vẫn thoải mái di chuyển, mà mình sẽ có những cái phản hồi để mình biết là mình làm đúng hay sai, như thế thì nó sẽ dễ hơn. Thì với hai cái que này, thì một cái que sẽ cắm ở bên trái này ở cái hướng mà mình đánh, và một cái que mình cắm ở thắt lưng của mình. Thì khi mà mình xoay cái que, hai que nó chạm vào nhau ấy, thì có nghĩa là lúc đấy vai với cả hông mình mở cỡ khoảng 40-50 độ gì đấy. Nghĩa là hông phải đi trước đúng không? Đúng rồi, hông là cái ngực mình nó phải đi trước. Và lúc đấy cánh tay của mình vẫn đang ở phía bên phải, có thể bên ngoài của cơ thể mình. Xin lỗi quý vị khán giả, trong ít phút vừa rồi thì tôi với bạn Lê hơi lan man một chút xíu, bởi vì là chúng tôi đang trao đổi về một lỗi mà khiến cho chúng ta bị chicken wing. Và đây cũng chính là chủ đề của bài học của chúng ta ngày hôm nay. Khi mà chúng ta thực hiện động tác downswing, thường thì chúng ta muốn là hông và vai phải xoay, có nghĩa là phải mở về phía mục tiêu. Tuy nhiên thì rất là nhiều golfer đã chủ động kéo cánh tay xuống ở quá trình bắt đầu downswing, khiến cho cánh tay quá gần người và không có khoảng trống giữa cơ thể và giữa cơ thể và tay và gậy để gậy có thể di chuyển ra ngoài. Nói thì có vẻ khó hình dung, vậy thì ngay sau đây chúng ta sẽ cùng với bạn Lê để chúng ta thực hành sửa vấn đề này. Vậy thì bây giờ anh em mình sẽ cho quý vị khán giả thấy, em sẽ làm một cái ví dụ về cái lỗi mà em cũng như đang rất là nhiều người mắc phải. Đúng rồi. Để anh xem và anh em mình cùng sửa chữa khắc phục ngày hôm nay. Ok, đồng ý. Như thế thì không nhìn thấy, em phải làm chậm hơn chút xíu và em dừng lại ở vị trí khi mà cái gậy nó song tức song là đất. Cái tay của em xuống trước nhỉ? Đúng đến rồi, đây, đúng mình sẽ không thực hiện một cú swing như thế thì rất là khó nhìn thấy. Thì em sẽ thực hiện cái động tác mà đến đây thôi, để cho quý vị khán giả có thể hình dung được. Hình dung thế, lại nhá. Đao swing em dừng đến đây đúng không? Đúng rồi. Rồi xuống dừng lại. Thì khi ở cái vị trí mà cái sáp này của gậy song song với mặt đất ấy, thì anh có thể nhìn thấy này, vai của Lê này, ôi trời ơi, vẫn đang hướng rất nhiều sang bên trái này. Hông thì có mở một chút xíu rồi nhưng mà không đủ. Thế thì như thế nào sẽ là cái động tác đúng trong cái chuyển động vừa rồi hả anh? Với chuyển động vừa rồi khi gậy song song với mặt đất ấy, thì anh thấy tay của em đang ở phía ngoài cơ thể. Đấy là một việc tốt. Nhưng mà vai với hông của mình nó chưa xoay đủ. Thì vậy thế nào là xoay đủ? Xoay đủ có nghĩa là tại vị trí tiếp xúc bóng ấy, thì vai của chúng ta và hông ấy cũng phải mở cỡ khoảng 40-50 độ rồi, mà khi mà cánh tay của chúng ta song song mặt đất ý, là chuẩn bị tiếp xúc bóng rồi, thì vai với cả hông cũng phải mở tương đối nhiều rồi, 30 độ gì đấy. Thì khi mà nói như thế thì rất là khó hình dung. Đúng và rồi. Nó rất là chung chung. Vâng. Thì anh có chuẩn bị hai que, thì một cái anh sẽ cắm ở đây, ở phía mà em sẽ xoay đúng hông với cả xoay ngực về. Thứ hai là một cái que anh sẽ để ngang thắt lưng của em. Vâng. Thì khi mà em xoay người ấy, thì cái que ngang thắt lưng ấy, nó sẽ chạm vào cái que ở đây. Và như thế chúng ta sẽ dừng lại và chúng ta
kiểm tra xem là khi mà vai của hông chúng ta mở như thế thì gậy nằm ở đâu. Vâng. Yêu cầu chúng ta là khi cái que này chạm vào cái que cắm ở đây thì gậy chúng ta song song và lúc ấy vai của chúng ta sẽ mở cỡ khoảng 30-40 độ. Vâng, thì anh em mình cùng bước vào bài thực hành. Bây giờ em thử setup đi, lên thử setup. Rồi, bây giờ anh sẽ cắm cái que ở đây. Nếu mà khi mà tập ấy, mình không có cái que này ấy, thì em có thể để cái túi gậy đấy nữa, nhưng mà phải để cao cao một chút xíu. Như này đúng không ạ? Đúng rồi. Ok, giữ nguyên này cho anh nhé. Hở một chút xíu. Rồi, ý là đúng cái đoạn này nó chỉ cần một chút xíu thôi. Thử bây giờ em thử di chuyển giữ nguyên này nhé. Em thử xoay đi, em thử xoay về phía bên này đi. Đó, nó chạm vào cái que. Đúng không? Thì ở vị trí này em thấy vai với cả hông em nó mở. Thử lại nhé. Sau đó thì mình sẽ tập luyện với gậy. Anh nghĩ là anh sẽ làm chặt hơn chút xíu. Rồi ổn rồi đấy. Tiến lại gần chút xíu nhá, gần thêm chút xíu nữa. Rồi, giờ em thử làm động tác backswing. Đó, thì thấy vai này mở này, hông mở này khi cái que nó chạm. À, nếu mà lúc nãy khi mà gậy em song song ấy thì cái que đang hướng phía trước thì nó cách xa khá là xa. Thử lại một vài lần nữa nhá. Đúng rồi, tốt hơn rồi. Thử làm lại nhé. Bây giờ anh sẽ giữ để cái đầu em nó không xoay quá nhiều sang bên đó. Xuyên này, rồi xoay về. Ổn đấy, nhìn này. Vai mở, hông mở này. Vâng. Thế thì nếu mà có gậy thì gậy nó sẽ song song với mặt đất ở vị trí đấy. Để thử một lần nhé, với gậy nhé. Tức là cái phần hông của mình sẽ đi trước đúng không? Đúng rồi, hông với cả cơ thể, hông với cả vai mình sẽ mở trước so với mục tiêu. Và ở vị trí đấy thì cái gậy nó sẽ nằm ở phía kia. Vâng. Vậy thì em sẽ dừng lại ở phần... lên này, đúng rồi, chậm thôi. Ở vị trí này thì anh sẽ không kiểm tra được là em làm đúng hay không, mặc dù tại vị trí tiếp xúc bóng ấy thì thế mà lại khá là phẳng và hông với cả vai mở. Thế thì em sẽ làm chậm hơn nhé. Bây giờ nhá, anh sẽ cùng với cả Lê thực hiện động tác này nhá, backswing nhá, xong dừng lại nhá. Rồi, okay. Bây giờ anh sẽ xoay vai với cả xoay ngực em về phía bên trái này. Và khi ở vị trí này thì lên nhìn này, tuyệt vời luôn. Cái gậy ấy, nó sẽ nằm ở song song với cả mặt đất này, hoặc nằm bên trong tay của mình một chút xíu. Tay với gậy nằm tương đối ở phía đùi phải. Thế sau đó thì em tiếp tục em xoay này. Và gậy nó sẽ tiếp xúc vào bóng. Lúc này vai với cả hông mình cũng mở để em thấy tay trái vẫn thẳng này. Xong mình xoay tiếp và mình kết thúc cú đánh thôi. Thì nếu mà em xoay nhá. Cũng có một tình huống khác. Nếu mà khi em xoay ấy, anh chỉnh lại cái này chút xíu. Rồi gậy, thử backswing. Rồi chậm nhá, xoay cho cái gậy nó chạm vào cái que kia. Rồi, nếu ở vị trí này tay nó cao quá, nó cũng dễ bị chicken wing. Thế thì mình muốn là tay mình sẽ thấp ở dưới túi quần này. À, vâng ạ. Và hai cánh tay mình ở phần đùi phải nhá. Sau đó chúng ta tiếp tục xoay này. Đó, thế. Đúng rồi, thử nhá. Chậm đúng rồi. Đúng rồi, chậm thôi và làm nhiều lần. Chậm thì chúng ta có thể biết là cái gậy nó chạm hay không. Rồi, ở đây mình muốn là dừng lại để kiểm tra. Vậy thì em cần phải... sau khi cái que mình chạm cái thì mình sẽ dừng lại luôn. Ok. Em sẽ dừng ở đây. Đúng rồi, ở vị trí đấy thì anh vẫn thấy là cái tay nó di chuyển hơi nhiều. Lên này. Đó, như này. Nữa này. Qua. Thế, thì ở đây nhá. Đừng xuống luôn như này nhá. Mình sẽ khó kiểm tra hơn. Chậm thôi. Nữa rồi, tốt lắm. Rồi, nên là đây. Sau đó thì mình sẽ xoay tiếp và impact. Đấy, ok. Làm lại nhiều lần nhé. Tốt lắm, xoay qua và finish. Cứ tiếp tục. Tay này. Đúng rồi, ổn lắm. À, trước khi mà Lê thực hiện động tác với bóng thì anh sẽ rút cái que kia ra. Vâng. Và em vẫn thực hiện cái bài tập vừa rồi giống như là có cái que. Thì sau khi mà cái gậy song song nhá, em dừng lại nhá, anh sẽ dùng cái que thử kiểm tra xem lúc đấy hông với vai có mở chưa nhá. Vâng ạ. Thử nhá. Giờ chậm nhá, xuống chậm thôi. À, không như thế thì em sẽ không kiểm tra được. Okay. Lại nhá. Em dừng ở vị trí song song nhá. Ừ. Ok. Chậm. Rồi, giữ bên này.
vai bắt đầu tốt hơn này, lúc nãy nó hướng hẳn sang bên trái chưa? Không thì tuyệt vời luôn. Đó, thì nếu mà có que thì chắc chắn là chạm rồi. Ok, lại làm lại một vài lần nữa nhá. Lần này thì Lê cố gắng là xoay thêm một chút xíu nữa để vai của chúng ta mở thêm một chút xíu về phía mục tiêu nhá. Không, anh nghĩ là ổn rồi đấy. Chậm nhá, gợi giữ nguyên nào. Ok, đó, tốt hơn, thêm thế vai chỉ ở sang bên trái này. Không thì chắc chắn là xoay được nhiều hơn rồi, chạm rồi này. Ok, rồi, cứ tiếp tục làm lại một hai lần nữa. Tay đè vào nhiều quá nhỉ. Cái tay nằm đây, nằm đây. Ui, tuyệt vời, xoay qua, finish. Rồi, ngày hôm nay thì anh thấy cái bài tập này Lê thực hiện rất là nhanh và cũng đạt được mục tiêu của cái bài tập ấy. Trong cái quá trình mình luyện tập thì không phải lúc nào mà cơ thể của chúng ta cũng thoải mái hoặc là đủ mềm mại để chúng ta thực hiện bài tập này, thì mình cứ thực hiện nhiều lần để hông và vai nó sẽ mỗi hôm nó sẽ mở thêm một chút xíu nữa, thì nó sẽ giúp cho cú swing trở nên gọn gàng hơn và tốc độ swing cũng nhanh hơn, thay vì chúng ta sẽ dùng tay quá nhiều. Nhưng cái đấy thì không phải là vấn đề, mà là khi mà chúng ta thực hiện động tác đó thì sẽ bị chicken wing và cái cú đánh của mình nó sẽ không được ổn định. Với cái bài tập này thì em nghĩ là đòi hỏi cái sự kiên trì tập luyện phải không anh? Bởi vì không thể ngày 1, ngày 2 mà mình có thể sửa được ngay. Đúng rồi. Vừa rồi thì rõ ràng là việc thực hiện động tác của Lê rất là nhanh. Mặc dù vậy thì cũng đừng chủ quan nhé. Mình cứ tập với cái que ở thắt lưng trước. Sau đó thì khi mà chúng ta cảm thấy tương đối ổn rồi thì mình sẽ bỏ que ra và mình sẽ thực hiện bài tập không có que. Và sau đấy mình sẽ kiểm tra lại. Thì cứ nhớ cho anh là khi mà cái gậy của mình nó song song mặt đất thì lúc ấy hông với cả vai mình bắt đầu mở về phía mục tiêu rồi, cỡ khoảng 30 đến 40 độ. Và khi mà hông với vai chúng ta mở như thế thì nó sẽ có cái khoảng trống để cho gậy với cánh tay đi ra ngoài. Thì anh nghĩ là ở số tiếp theo chúng ta vẫn tiếp tục phải làm một hai cái bài tập nữa để chữa cái dứt điểm cái vấn đề chicken wing của em. Và anh nghĩ là với cái sự tiến bộ này thì chắc chắn là mình sẽ giải quyết nó sớm thôi. Vậy là buổi học ngày hôm nay với anh Lộc đã kết thúc ở đây. Thì em sẽ về luyện tập thêm những cái bài vừa rồi. Và tôi cũng mong là quý vị khán giả ngày hôm nay đã có được thêm cho mình những cái tip bổ ích để cải thiện trong vấn đề chicken wing của mình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong số tiếp theo. Phần cuối chương trình sẽ là những clip hài hước trên sân golf, hy vọng sẽ giúp quý vị có thêm thật nhiều tiếng cười sảng khoái với chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau.